Ok, hello và xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Ok, thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ review cuốn Nhất Quỷ Nhì Ma thứ 3 vẫn là Takagi tập 3 và kèm theo đấy là tập 4. Rồi ok, giới thiệu thế thôi. Bây giờ mình sẽ vào thẳng video luôn nha. Ok, đầu tiên thì mình sẽ có cuốn Takagi tập 3. Như các bạn có thể thấy ở đây, đó chính là khung cảnh rất là thanh bình. Và Takagi đang đèo bé Chi, có thể là về nhà hoặc là đang đến trường mẫu giáo. Và đang có ba con mèo đang ngồi ở ở chỗ cái đoạn đèo dốc này, ở ngay cạnh cái thửa ruộng. Phân tích rất là chi tiết luôn. Thì có lẽ là cái khung cảnh trường này thì chứng tỏ là Takagi đang đèo bé Chi về sau một cái giờ học đấy, sau một cái buổi học, ngày học vất vả đấy. Còn ở mặt sau thì như các bạn thấy ở đây, đây là những cái kiểu như là gió này. Thì các bạn biết đấy, nếu mà gió thổi theo đúng chiều thì đi rất là sướng, nhưng mà hình như đây là gió ngược chiều các bạn ạ, tại vì nó thổi về hướng này thì cái mũ nó mới như này này đấy, cái mũ của bé Chi phải giữ như này đó. Thì đây là cái phần bìa ngoài, còn ở đây thì nó khá là dễ nhìn ở cái phần dọc này đấy, chứ không như một vài các cái bộ truyện thì nó để chữ cũng dọc luôn ấy đấy, khá là khó nhìn. Ok, ở đây thì mình có một cái postcard, thì nó cũng khá là tương đồng với cái cuốn bìa cuốn truyện thôi, nhưng mà các bạn có thể thấy ở đây đó chính là thêm mấy ngôi nhà nữa, khung cảnh mấy ngôi nhà nữa ở đây này. Và ở đây thì có một cái góc nhà nữa, có một vài cái chùm cây nữa trông khá là đẹp đấy. Nói chung là đầy đủ, và cái ruộng thì nó cũng rộng hơn đấy. Còn mặt sau thì làm cái bản phác thảo thôi đó. Ok, thì ở đây là nó có một cái lời của tác giả. Đã tròn 1 năm kể từ ngày tập đầu tiên của bộ truyện được phát hành. Oh my god, ôi chúa ơi, tôi thật sự không hề nghĩ đó chính là đây là tập thứ 3 mà sau 1 năm phát hành tập 1, nghĩa là chắc là tập 2 nó đã phát hành coi như là sau 6 tháng đấy các bạn ạ. Ôi mẹ ơi, bộ này thì để mình xem lại nào. Bộ này là 2017. Oh my god, chúa, má ơi, trời ơi, sau 1 năm. Ông tác giả mình nghĩ là ông này lười phết đấy chứ nhỉ. Còn ở cái phần bìa này thì các bạn có thể thấy nó là tranh phác thảo. Đấy, nó giống như cái mặt sau của cái postcard mình đang để ở trong này. Mình không tiện lấy ra nữa, tại vì đã mất công nhét vào rồi. Ở cái trang đầu tiên của tập thứ 3 này thì mình thấy đó chính là nó có một hình ảnh khá là hài hước, đó chính là bé Chi đang ăn vụng cái bánh á. Hình như đây là bánh gạo hay bánh mochi gì đấy mình không nhớ, nhưng mà đây là món bánh mà bé Chi rất là thích ăn. Và có vẻ như là ăn vụng nên là ta ghim có cái kiểu như là cười cười, đang kiểu như đang tra hỏi ấy. Còn bé Chi đang kiểu quay mặt đi, liếc mắt đi chỗ khác sợ hãi ấy. Đây là một hình ảnh rất là đáng yêu. Ok, thì các bạn có thể thấy ở đây đó là phần mục lục thì vẫn như bao các cái tập trước thôi, nó cũng chỉ 9-10 trang một cái chương thôi đấy, rất ngắn gọn, tại vì đây là series truyện ngắn mà mình cũng đã nói khá là nhiều lần ở trong hai cái video trước khi mà review cái cuốn Nhất Quỷ Nhì Ma thứ ba Takagi này rồi đó. Thì cái phần bìa đây các bạn có thể thấy nó không hề nói kiểu như là mình đã đọc rồi, nhưng mà mình nhớ là nó không hề nói một cái gì kiểu nó trùng một cái bìa, thế nên là mình sẽ lấy tạm một cái chương nói chung là gia đình nhất, đó chính là cái chương đầu tiên, là chương hoài bão đấy. Thì đây các bạn có thể thấy là cái chương này thì mình thấy là nó là thiên về gia đình nhất này đấy, hình như cái này là về năm mới. Thì kiểu như là dự định về năm mới ấy, thì coi như là như nào đấy, thì nói chung là gia đình thì cứ như bây giờ thôi đấy, như tôi nói ở đây. đấy thì nói chung là sang năm thì cứ tiếp tục trêu thằng bố thôi. thì đấy, cái chuyện này thì nó cũng chỉ theo một cái phông thôi, đó chính là cà khịa cơm chó đấy. Thì nếu mà xem bộ này thì từ phần trước lẫn cái phần vẫn là này thì nó đều có cà khịa mạnh và cơm chó nóng đấy,
thì các bạn có thể coi như là mua và đọc. Nếu như bạn nào ưa thích kiểu dạng truyện ngắn thì có thể đọc cũng được, hoặc là thích nhai cơm chó mỗi ngày thì bộ này là một cái ý tưởng khá là phù hợp đấy, một trong số những cái ý tưởng cực kỳ phù hợp. Đó thì đây là tập thứ 3. Tiếp theo đây thì mình sẽ có tập 4. Tập 4 thì các bạn có thể thấy ở phần bìa ấy, nó là kiểu như là đây nó giống như là ở một cái khu khu đất chưa có ai mua ấy. Nó giống như kiểu Doraemon ấy. Đấy, có cái khu đất của nhóm Doraemon hay đến chơi ấy. Thì mình cũng không chắc đây là khu đất hay là gì nữa, tại vì nó có cái bồn, cái chỗ rửa chân này này. Thì khung cảnh ở đây đó chính là Tagi và Chi đang lấy nước, chắc chắn là để tưới cây rồi, tại vì cái này gọi là cái chậu đúng không nhỉ, tôi cũng chả nhớ nữa. Đây thì cái này chuyên là dùng để tưới cây, tưới cỏ đây. Đấy. Và đây chắc hẳn là cái khung cảnh mùa hè rồi, tại vì nhìn ở đây có hai cái nón lá này, mà nón lá thì thường là mùa hè người ta rất hay là đội khi để đi chơi ấy. Đấy. Thì chắc đây là một cái khu, mình nghĩ lại cái không phải là cái khu đất mà là cái khu vui chơi, tại vì ở đây nó có cái, nghĩ lại thì một khu đất thì thường không thể có vòi nước và cũng không thể có một cái này là cái bãi cát này, thì chắc đây là cái sân chơi thôi để cho trẻ con trong làng hay là bọn trẻ con các nhà khác đến tập trung đây chơi ấy. Đấy. Ở mặt sau thì là một hình ảnh Takagi đang cười khi mà thấy Chi đang lấy quá nhiều nước, mà cái bình này ấy, thì khi mà lấy quá nhiều nước ấy, nó sẽ bị trào ra khỏi cái trào ra từ cái đầu đầu tưới nước này này. Đấy, và bé Chi thì có hai dấu hỏi chấm lớn là chảy sao nước nó chảy ra. Đấy thì đây là một hình ảnh rất là đáng yêu và hài hước. Đấy. Còn đây là phần dọc này thì nó như các tập khác thôi, nên là cái này thì chắc mình cũng không cần dở ra nữa. Đấy, dở ra kiểu quen tay ấy. Hì. Ok, tiếp theo đây thì mình sẽ có cái postcard. Các bạn có thể thấy ở đây, đó chính là sự khác biệt hoàn toàn này. Chúng ta có thể nhìn rõ thêm coi như là hai cái cây, và có thể nhìn rõ được cái bập bênh này, rồi cái bánh xe này, tôi không biết là nó trồng làm gì, tôi quên mất là cái tác dụng của nó rồi. Đấy, thì đấy, chúng ta có thể nhìn rõ hơn cái khung cảnh. Cái postcard của bộ này thì đúng là tuyệt vời luôn, tại vì nó sẽ bao quát toàn bộ khung cảnh. Còn mặt sau thì nó là bản phác thảo, nhưng mà ôi mình thấy nó đẹp hơn là những cái trước đấy. Bản phác thảo nhưng mà thế này là tuyệt vời đấy. Đánh giá rất là cao. Các bạn có thể thấy ở đây thì cái phần bìa trong thì nó không khác gì cả. Tôi có thể nói là nó rất giống nhau, rất giống các cái tập trước, đều là phác thảo thôi. Nhưng mà chắc là nó sẽ to hơn về cái phần, tức là nó khá là giống cái với cả cái postcard đây. Thế nhưng mà cái postcard thì nhìn rõ hơn, còn cái này thì nó chỉ là phác thảo thôi. Và nếu muốn nhìn rõ thì các bạn sẽ phải bẻ phần bìa ra để có thể nhìn được. Mà như thế thì nó sẽ dễ bị hỏng sách ấy. Thế nên là mình cũng không dám mở ra đây, chỉ có thể coi như là lật lại này thôi, lật qua lật lại đấy thôi. Đó. Tiếp theo thì chúng ta có một chút lời của tác giả. Và từ tập 3, tập 4, tập 1, tập 2 thì mình cũng không nhớ nữa, nhưng mà tập 3, tập 4 mới đây thì mình nhận ra một cái tính của ông tác giả này, đó là ông này cực lười các bạn ạ. Mình không biết có phải là lười thật hay là lười giả, hay là ông ấy viết ra để kiểu cà khịa hay sao ấy. Mà mới mới đó mà đã đến tập 4 rồi mà ông này đã cảm nhận như là đã được coi như là 4 mùa rồi, nghĩa là 1 năm luôn ấy. Tôi thấy không không biết là ông tác giả này có lười hay là ông ấy chôn hay gì nữa, thế nhưng mà như 1 năm mà ra một tập thì hơi quá rồi đấy. Ok, ở đầu thì các bạn có thể thì nhìn thấy cái hình ảnh rất là đáng yêu giữa hai người, đó là bé Chi và mẹ Tagi. Thì hẳn đây là trò chọc lét rồi. Đấy, những nụ cười này thật đáng yêu, nó làm tôi bức bối đầu óc. Tôi sợ xình xúa lắm, tôi sẽ lướt qua trang tiếp theo. Thì ở đây các bạn có thể thấy phần mục lục thì có một chút đổi mới so với 3 tập đầu. Đó chính là nó có thêm 2 trang, 2 chương nữa. Các tập trước thì nó chỉ có 13 chương thôi, nhưng tập này thì có thêm 2 chương nữa, là tổng cộng là 15. Thì mình sẽ lấy một hai chương, nó có hồi tưởng về quá khứ và gia đình, và có một chút gia đình. Đó chính là đầu tiên là chương cơm hộp, là chương thứ tư. Đây là cái chương mà
Nishikata do đã quên cái hộp cơm ấy, thế nên là đã nhắn tin cho Tagi mang cơm đến trường, nhưng mà do ngại học sinh thế nên là Nishikata đã bảo là Tagi là mang ra sau sau sân trường ấy, sân sau của trường. Và đây thì đây là đoạn hồi tưởng, đây hồi tưởng đó. Và đấy, như các bạn có thể thấy ở đây, nó làm mình nhớ đến cái phần là ta ghi trước quá. Ôi thật là sến súa quá đi mà. Đây đấy, các bạn có thể thấy là một chút muốn quay lại. Tôi không muốn back lại cái quá khứ đâu. Nishikata quá khứ bị cà khịa còn gắt hơn cả bây giờ ấy. Đấy, thì đây là một cái phần mà hồi tưởng về quá khứ khá là đáng yêu. Tại sao lại có vợ ở đến trường mà lại tệ nhỉ? Chẳng phải đây là một cách để ra ngoài bọn học sinh sao? Đây là cách tôi nghĩ đấy. Ok, tiếp đến là một chương nữa, nó khá là liên quan tới quá khứ và có một chút gia đình. Đó chính là đèo xe đạp. Ở thì ở chương này ấy, nếu như các bạn đã xem anime hoặc là đọc cái phần ta ghi trước ấy, thì nó có một cái tập với một cái chương, nó là Nishikata luyện đèo xe đạp để chở Tagi. Đấy thì đây cũng là hồi tưởng quá khứ này. Đấy, đèo xe đạp các bạn ạ. Đấy, trong mùa hè thì chưa biết làm gì, trong cái mùa hè này ấy, thì cả gia đình là không biết làm gì. Thế là Tagi đã bày ra cái trò đó là lái đèo xe đạp. Đấy, là muốn Nishikata, đấy là dụng ý nhá, dụng ý muốn Nishikata đèo xe đạp lại lần nữa. Đấy, để hồi tưởng lại quá khứ ấy. Đây, nó thì lại có một chút cơm chó ở đây. Đây là cái chương bắt đầu cơm chó này. Đấy, đây các bạn, đây nó là ở cái phần tranh này đây. Đấy là hồi tưởng quá khứ này. Đấy, trong cái series mùa hè chưa biết làm gì thì đèo xe đạp. Và đây là một cách để Tagi có thể gặp lại Nishikata trong một tuần nghỉ hè các bạn ạ. Bên Nhật chỉ được nghỉ hè một tuần, nghe chán vãi cả trường. Nhưng mà đấy, chứ một tháng nghỉ hè, 1, 2 tháng, 3 tháng mà không được gặp nhau gần đấy thời gian thì cũng khá là buồn. Đó thì mình nghĩ là ok, đấy thì hết rồi. Còn các chương còn lại thì như mình đã nói ở tập thứ 3 ấy, series cơm chó và cà khịa. Còn ở ngoại truyện thì nó có cái oh my god, đây là bé Chi đã học được một cái câu mới ở trên những cái bộ phim phim trên tivi ấy. Đấy. Đó thì hết tập 4 rồi. Ok, và cái video review 2 tập 3 và 4 của bộ Nhất Quỷ Nhì Ma thứ 3 vẫn là Takagi của mình đến đây thì cũng kết thúc rồi. Thì nếu các bạn thấy video hay thì đó, đừng quên để lại cho mình một like, một chia sẻ để ủng hộ mình tiếp tục làm video. Và nếu các bạn có câu hỏi gì, thắc mắc gì hay yêu cầu gì hay bla 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 bla, tất cả những cái gì mà muốn hỏi mình ấy thì có thể comment bên dưới video, mình sẽ trả lời ngay khi mà đọc được. Ok, thì hẹn gặp lại mọi người ở các video sau nha. Bye bye!